Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết các tỉnh thành trên cả nước chưa có nhiều thay đổi. Khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm và lệch đông. Trời có nắng, tại miền Bắc nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở mức từ 22 đến 25 độ. Đến tối nay sang đến sáng sớm ngày mai, mức nhiệt toàn vùng giảm xuống ngưỡng từ 14 đến 17 độ. Đối với khu vực vùng núi, nhiệt độ thấp hơn trời rét. Dự báo từ ngày mai sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới rất mạnh tràn về, khiến cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, với nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc ngày mai phổ biến từ 10 đến 13 độ, vùng núi có nơi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới âm 1 độ, xuất hiện mưa tuyết và băng giá. Tác động của không khí lạnh đối với khu vực miền Trung cũng bắt đầu từ ngày mai khi từ miền Bắc tràn xuống, kết hợp với nhiễu động của đới gió đông trên cao sẽ gây ra mưa trở lại cho miền Trung. Trong đó, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to và dông trên diện rộng. Về tình hình nhiệt độ, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động từ 23 đến 26 độ. Còn khu vực các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn ở mức từ 27 đến 30 độ. Dự báo từ ngày 26 tháng 12 trở đi, trời chuyển rét ở khu vực Bắc Trung Bộ và chuyển lạnh tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Lui xuống phía Nam, do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo có trục khoảng từ 4 đến 7 độ phía Bắc có xu hướng hoạt động mạnh trở lại. Vì thế, chiều và tối nay ở khu vực phía Nam của Tây Nguyên và các tỉnh thành Nam Bộ sẽ có mưa rào rải rác và dông. Cục bộ vẫn có những điểm có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ vì thế cũng có xu hướng giảm nhẹ. Trong ngày hôm nay và ngày mai, trời có nắng ráo. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Còn tại Nam Bộ cũng có nắng, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ dao động từ 28 đến 31 độ. Trên biển, từ ngày mai, trong đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4. Vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Từ trưa và chiều mai, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6 lên cấp 7, giật cấp 9, biển động, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Nhưng ở khu vực huyện đảo Trường Sa, Phú Quý, Phú Quốc và đảo Thủ Chu sẽ có mưa rào và dông, cần đề phòng tình trạng lốc xoáy và gió giật. Dự báo từ ngày 26 tháng 12, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.